Thần bài Châu Nhuận Phát bị đột quỵ hôn mê sâu. Thông tin nam minh tinh đình đám xứ Hương Cảng Châu Nhuận Phát bất ngờ bị đột quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê sâu khiến nhiều đồng nghiệp cũng như bạn bè của nam nghệ sĩ lo lắng. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đưa tin việc nam diễn viên thần bài Châu Nhuận Phát 68 tuổi đang hợp tác quảng cáo cho bộ phim mới Đừng Gọi Tôi Là Thần Cờ Bạc ở Bắc Kinh, Thượng Hải và những nơi khác. Trong thời gian quảng bá của dự án phim, bên cạnh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của phim, Châu Nhuận Phát còn dành thời gian chạy bộ cũng như các hoạt động chạy bộ khác. Cách đây không lâu, nhiều cư dân mạng còn tình cờ gặp được Châu Nhuận Phát chạy bộ trên bến Thượng Hải và xin anh ấy chụp ảnh nhóm, chữ ký. Thay vì tỏ ra khó chịu, Châu Nhuận Phát khá vui vẻ, thân thiện chụp hình, trò chuyện giao lưu với người hâm mộ ngay trên đường phố. Khi đó, không ai nghĩ rằng chỉ vài ngày sau Châu Nhuận Phát sẽ xảy ra chuyện. Theo đó, sau khi trở về Hồng Kông, Châu Nhuận Phát vẫn tích cực đến rạp chiếu phim để giao lưu với người hâm mộ Hồng Kông cho đến khi được chẩn đoán bị nhiễm COVID-19 vào ngày 4 tháng 7. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như người hâm mộ, Châu Nhuận Phát tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ các buổi giao lưu. Vốn dĩ, tôi hứa với mọi người tuần này sẽ tiếp tục đến rạp gặp mọi người, nhưng hai ngày nay tôi cảm thấy không thoải mái, lại được chẩn đoán nhiễm COVID-19 nên mới có thể tạm thời không gặp mặt khán giả. Khi tôi hồi phục tốt, tôi sẽ trở lại gặp, đến rạp để gặp gỡ giao lưu với tất cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe, bảo trọng nhé, Châu Nhuận Phát chia sẻ thêm. Sau khi thông tin nam diễn viên thần bài không may bị nhiễm COVID-19 khiến nhiều người lo lắng, bởi ở giai đoạn hiện tại, dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và đỡ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người hơn so với ở thời kỳ đầu của dịch bệnh. Trong khi thông tin của Châu Nhuận Phát bị nhiễm COVID-19 chưa khiến khán giả hoang mang, thì mới đây cư dân mạng, khán giả của nam diễn viên còn sốc nặng hơn khi truyền thông Hồng Kông tiết lộ tình trạng của Châu Nhuận Phát ngày càng xấu đi khi ông bị đột quỵ và hôn mê sau khi vài ngày phát hiện nhiễm COVID-19. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cư dân mạng đã dậy sóng lo lắng cũng như để lại nhiều lời nhắn nhủ đến nam diễn viên thần bài. Phát ca ngày thường trông khỏe mạnh, tại sao anh ấy đột nhiên đột quỵ? Có thể trong giai đoạn gần đây anh ấy đã bận rộn với công việc nên đã suy giảm sức khỏe chăng? Bình thường Phát ca rất chú trọng sức khỏe, thường chạy bộ, thế mà giờ bệnh nặng sao, không thể tin được, mong anh mau khỏe bệnh. Châu Nhuận Phát là nam diễn viên Hồng Kông nổi tiếng từ thập niên 80, tài tử đình đám cũng là một trong những cái tên mở đường cho thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông, mang Hồng Kông ra thế giới. Vào những năm 1980-1990, Châu Nhuận Phát đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm kinh điển để đời như Khuynh Thành Chi Luyến, Giam Ngục Phong Vân, Thần Bài, Anh Hùng Bản Sắc, Ngoại Hổ Tàng Long, Điểm Huyết Song Hùng, Tung Hoành Tứ Hải. Châu Nhuận Phát trở nên nổi tiếng hơn khi cùng Dương Tử Quỳnh đóng vai chính trong phim Ngoại Hổ Tàng Long. Cả hai vì thế đã cùng dắt tay nhau lên trang bìa tạp chí Time của Mỹ vào năm 2000. Trong hơn 40 năm đóng phim, Châu Nhuận Phát không ngừng thử thách bản thân, kiên quyết quay phim ở tiền tuyến, thậm chí trong một số cảnh hành động, ông còn đích thân tham gia chiến đấu. Đây là tinh thần và thái độ của thế hệ đàn anh của diễn viên TVB theo hướng diễn xuất. Cùng với sự nổi tiếng là hàng núi thông báo và lịch hẹn đóng phim, những ai đã quen thuộc với TVB đều biết những năm đầu TVB quay phim, phía nhà đài đã yêu cầu đối với diễn viên rất cao. Quay thâu đêm là chuyện thường, là con cưng của TVB ở những thập niên trước, Châu Nhuận Phát suốt ngày vô cùng bận rộn, thời gian đi vệ sinh và ăn uống của anh từng bị dồn nén vì sức bóc lột của TVB, Châu Nhuận Phát đã từ chối đóng Thần Điêu Đại Hiệp. Việc quay phim cường độ cao trong thời gian dài cũng khiến cơ thể anh ấy bị suy kiệt, nhưng trong những năm gần đây, thể lực của Châu Nhuận Phát không theo kịp nên ông dần giảm thời lượng quay. Năm 2015, trong quá trình quay Thần Bài Macau 3, anh ấy cảm thấy cơ thể béo lên và bắt đầu chạy bộ leo núi, ông đặt cho mình mục tiêu chạy gần 2 tiếng mỗi ngày.